Cây sâm Ngọc Linh không chỉ góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân ở huyện vùng cao Nam Trà My, mà giờ đây còn giúp rất nhiều gia đình đủ điều kiện để lo cho tương lai con em được tươi sáng hơn. Ghi nhớ lời Bác Hồ dạy về phát huy tinh thần thi đua ái quốc, hăng say lao động để làm giàu cho gia đình. Trên địa bàn huyện xuất hiện rất nhiều gương nông dân tiêu biểu với cách làm hết sức khoa học và ý nghĩa. Ông Hồ Văn Bông, 43 tuổi, ở thôn 2, xã Trà Linh vừa mua lại ngôi nhà xây kiên cố tại trung tâm huyện Nam Trà My với giá nửa tỷ đồng. Nhà có diện tích hơn 150m², khá rộng rãi, cùng toàn bộ đồ dùng sinh hoạt của chủ cũ chuyển nhượng lại. Ông Bông mua ngôi nhà này không phải để ổn định cuộc sống cho bản thân, mà lý do chính xuất phát từ việc học hành của con em. Gia đình ông có 4 người con đang trong độ tuổi đi học. Nhận thức được việc học cái chữ là rất quan trọng, nên ông cho 3 người con lớn xuống các trường trung tâm huyện để có điều kiện học hành tốt hơn. Tuy nhiên do xa nhà, các con lại học khác trường, nên việc các con tự dạy bảo chăm sóc nhau hết sức bất cập. Cách đây chưa lâu, khi nghe chủ ngôi nhà này có ý định chuyển nhượng, ông Bông lặn lội từ Trà Linh xuống mua nhà để các con có nơi ăn ở ổn định, yên tâm học hành. Công việc chính của vợ chồng ông Bông là hàng ngày tổ chức trồng sâm trên núi Ngọc Linh. Hiện nay gia đình ông đang có trong tay gần 10.000 gốc sâm từ 5 đến 10 tuổi. Để có tiền mua ngôi nhà này, gia đình ông Bông đã bán 6.000 cây sâm giống loại 1 năm tuổi, cùng 5 ký củ sâm loại 6 năm tuổi. Ông khẳng định, mặc dù sâm rất có giá trị, nhưng nếu ta chỉ biết dừng lại ở chuyện làm giàu là chưa đủ, mà thay vào đó là dành tiền để chăm lo việc học hành để con em có tương lai tốt hơn. Cả hai vợ chồng chịu thiệt thòi vì không có điều kiện học hành tới nơi tới chốn nên phải lo cho con cái tốt hơn. Và việc bỏ nửa tỷ đồng ra mua nhà ở huyện để các con có điều kiện học tập tốt cũng vì lý do đó. Bản thân học theo con Bác là nó cũng có ý nghĩa hơn. So với về bản thân chủ yếu là phải kiên trì siêng năng về là làm ăn, cho bản thân cũng không biết học gì khác. Bây giờ bản thân cũng muốn lo cho đầu tư cho con cái để con cái sau này có công ăn việc làm ổn định hơn. Từ ngày có nhà mới, các con ông Bông được học hành tốt hơn. Hàng tuần vợ chồng cũng tranh thủ xuống chăm sóc con cái, dạy dỗ để các cháu ra sức thi đua học tập tốt. Ông Bông cũng chia sẻ, sau này các con nếu đỗ đạt vào các trường đại học cao đẳng ở tỉnh, thì vợ chồng cũng sẵn sàng bỏ tiền ra mua nhà dưới Tam Kỳ để các con học hành tốt hơn. Hiện tại củ sâm Ngọc Linh loại 10 năm tuổi có giá bán hơn 70 triệu đồng một ký. Như vậy với số lượng gần 10.000 cây đang sinh trưởng chanh tốt trong ngôi vườn này, thì việc mua nhà dưới phố cho con ăn học đối với gia đình ông Bông là chuyện trong tầm tay. Việc một người nông dân biết lấy hiệu quả kinh tế từ cây sâm để chăm lo cho tương lai con cái như ông Bông là rất đáng quý và cần nhân rộng. Hiện ở Trà Linh cũng có rất nhiều hộ gia đình làm giàu từ sâm cũng cho con em xuống huyện đi học. Chắc chắn sẽ có thêm nhiều ngôi nhà được mua từ tiền bán sâm mọc lên ở trung tâm huyện. Một tấm gương biết lo cho con cái như vợ chồng ông Hồ Văn Bông luôn được bà con trong thôn học tập. Cây sâm đem lại cuộc sống ấm no thôi là chưa đủ, mà phải lấy đó làm tiền đề để gây dựng những thế hệ con cháu có tri thức để sau này về phục vụ quê hương. Tất cả đó là nhờ những cây sâm Ngọc Linh quý hiếm cùng với quyết tâm sáng tạo làm giàu của đồng bào Xê Đăng nơi đây. Rượu làm mất hạnh phúc gia đình, con cái lầm than, tai nạn giao thông, nghèo đói, ốm đau bệnh tật và muôn vàn hệ lụy khác trong đời sống xã hội. Ở Nam Trà My, tình trạng sử dụng rượu quá mức trong nhân dân còn rất phổ biến và những tác hại nói trên đang hiện hữu diễn ra từng ngày. Thế nhưng câu chuyện bà con làng Mang Dí, xã Trà Nam tự giác bảo nhau cùng bỏ rượu để chăm lo làm ăn, xây dựng cuộc sống gia đình ấm no hạnh phúc, khiến chúng ta phải suy ngẫm về một ý thức hết sức nhân văn.
Theo chân anh Hồ Văn Thượng, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn 1 xã Trà Nam, tìm đến ngôi làng Mang Dí với đa phần là người đồng bào Xê Đăng để nghe họ kể về câu chuyện bỏ rượu. Trước đây bà con trong làng uống rượu rất nhiều, ai cũng đều biết uống rượu, uống mọi lúc mọi nơi, miễn là có rượu là được. Cũng vì thế mà cuộc sống cứ nghèo, đau ốm triền miên, mâu thuẫn trong gia đình cộng đồng xảy ra liên tục. Rồi một ngày giữa năm 2017, bên bữa rượu dở dang, anh Thượng đề cập chuyện bỏ uống rượu để cả làng phát triển. Anh Thượng với nhiều cách làm khác nhau như cấp phát tờ rơi của hội đoàn thể, tuyên truyền bằng miệng giúp người dân hiểu được tác hại mà rượu mang lại và thu hút khá đông hộ gia đình cam kết bỏ rượu. Làm việc và làm cái kinh tế gia đình thì sức khỏe cũng không ổn định, không đảm bảo. Cái thứ ba nữa về mặt kinh tế thì đối với tiền bạc mình kiếm thì đã khó rồi, nhưng mà mình chít trong cái khoản mình mà kiếm ra nó cũng bỏ về rượu bia, nói chung cũng thấy thì là rất là khó khăn. Nên bản thân vận động bà con thì thôi uống thì cũng mình bỏ một lần thì không thể bỏ được. Mình cái trước hết thì mình có thể hạn chế được chừng nào hay chừng nấy, thì mình cứ lần lần như thế mình có thể giảm bớt hoặc bỏ hẳn rượu bia. Đó. Thì qua cái công tác tuyên truyền vận động thì cảm thấy bà con cũng cũng là từng bước từng người một cũng bỏ bớt rượu bia, thì bản thân cũng rất chỉ là phấn khởi. Đây là gia đình anh Trần Mạnh Thái, một trong những thanh niên tiên phong đi đầu trong việc nói không với rượu bia. Anh Thái kể rằng trước đây mỗi lần uống rượu vào thì bạn bè gây sự đánh nhau, vợ chồng thì cãi vã, xích mích, thậm chí là bạo lực với vợ con. Nhận biết được tác hại cũng như hậu quả của rượu, anh Thái dứt khoát bỏ hẳn, chú tâm làm ăn, chăm lo cho gia đình. Ví dụ uống rượu buổi hồi tối, mặt sáng dậy khó khăn lắm. Mà cái từ ngày bỏ rượu mà đến hiện giờ đó, nói thật, đối với cảm thấy dù mình thức dậy buổi sáng, buổi tối hay đi làm, nên chúng con rất là bình thường. Một hôm ví dụ 40-50 ngàn, mà một tháng là gần tới 500-600 ngàn tiền rượu chè. Mà đến hiện giờ dù vậy là không còn, ví dụ tiền đó mình mua rau ăn đồ này nọ để chăm sóc cho gia đình. Miền núi vùng đặc biệt khó khăn là kinh tế rất là khó, nghèo khó lắm. Mình kiếm được 10 ngàn hoặc là 100 ngàn mà cuối cùng cái tiền đó là mình đầu tư là về rượu hết. Cảm thấy rất là cực. Mà kể từ đó tôi nhiệt tình bỏ rượu, động viên bản thân. Không chỉ nhận ra việc sử dụng rượu có hại cho sức khỏe, người dân làng Mang Dí còn nhận thức được rằng uống rượu sẽ mất sức lao động, tốn tiền, giảm tuổi thọ và nhất là hiệu quả phát triển kinh tế thấp. Qua cái nhận thức của bà con ấy, tôi thấy là rất chi có ý nghĩa. Thứ nhất là họ bỏ rượu là không ảnh hưởng đến về vấn đề lao động sản xuất, đặc biệt là người đàn ông đã bỏ rượu rồi, bỏ hẳn để tiếp tục đầu tư về phát triển kinh tế, sau đó giảm nghèo trong những năm tiếp theo. Sắp đến là thực hiện quy hoạch khu dân cư, mà cái mô hình này mà nhân rộng ra chắc chắn sẽ việc phát triển kinh tế sẽ đảm bảo. Do đó thì riêng đạo ý sẽ cứ hàng năm là có cái công văn chỉ đạo để làm sao cái nghị quyết đi vào cuộc sống cho bà con, để bà con xóa đói cái giảm cái nghèo. Việc tự giác bỏ rượu rất khó, nhất là với bà con đồng bào ở Nam Trà My, quanh năm sống trên vùng núi cao, thời tiết lạnh giá. Tuy nhiên hiểu được những tác hại từ rượu và đặc biệt là cách tuyên truyền vào cuộc quyết tâm cao của địa phương, hơn một nửa hộ dân ở làng Mang Dí xã Trà Nam đã tự nguyện bỏ rượu để xây dựng cuộc sống. Giờ đây hơi men đã không còn phản phất trong từ nóc nhà ở Mang Dí nữa, mà thay vào đó là hương thơm của những bữa cơm ngon, của những lời nói ấm lòng. Một cách thực hiện thiết thực lời dạy của Bác Hồ về lối sống văn hóa đó là đời sống mới không phải cái gì cũ cũng bỏ hết, không phải cái gì cũng làm mới. Cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ, cái gì cũ mà tốt thì phải phát triển thêm, cái mới mà hay thì ta phải làm. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ, mỗi dân tộc phải chăm lo đặc tính của mình trong nghệ thuật, phải chú ý phát huy cốt cách dân tộc. Đối với Nam Trà My, từ bao đời nay, việc giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống được bà con hết sức coi trọng.
bởi đây là gốc gác, là nét đặc trưng của đồng bào mình. Chị Trần Thị Kim Hoa ở chợ Trà Căn là một nghệ nhân có thâm niên trong nghề dệt dù đã mấy chục năm nay. Là một phụ nữ người Chế Đăng với sự am hiểu về nghề dệt từ khi còn là thiếu nữ và hơn hết là sự am hiểu về tâm tư nguyện vọng của tất cả chị em phụ nữ trong xã. Hàng ngày tranh thủ vào những lúc rảnh rỗi, chị Hoa đã tạo ra những tấm vải dệt cho riêng mình. Không những thế, chị luôn tận tụy truyền nghề dệt lại cho các chị em trong làng. Nhờ thế mà các thiếu nữ Chế Đăng ngày nay đã đam mê yêu nghề dệt truyền thống mà cha ông gìn giữ ngàn đời nay. Chị rất vui mừng vì các học viên trẻ đều hăng say miệt mài học hỏi và tự tay làm ra sản phẩm từ công đoạn dệt cho đến may vá để mặc vào những ngày lễ hội lớn của đất nước và những ngày lễ hội truyền thống văn hóa của đồng bào. Nên bản thân tôi cũng muốn bảo tồn thì từ trước đến giờ cũng nghe nhiều chủ trương đảng nhà nước đối với công việc của phụ nữ nên làm và nên ôn lại rồi trong suốt mấy chục năm qua. Thì đối với xã Trà Căn nói chung, thông tư nói riêng, thì sau khi chiến tranh bỏ đi thì hoàn toàn giải phóng, thì bây giờ phụ nữ đã bỏ hết cái nghề này. Thế đến lúc tôi làm công tác hội phụ nữ từ năm 82, nên tôi nghĩ là cái này là hồi còn nhỏ thì thấy mẹ làm. Nên là họ nói là tại sao đối với nghề của dân tộc mà thấy không làm, nên từ đó là bản thân tôi cũng tự suy nghĩ trong bản thân. Đối với cái nghề này thì tôi cũng thường xuyên và tuyên truyền cho các chị em nói chung trong xã thì đừng nên bỏ, bởi vì đây là truyền thống tốt đẹp của dân tộc của chúng ta từ lâu đời trước đây. Không phụ lại công sức tấm lòng của một người con dân làng Chế Đăng với nghề truyền thống, dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của chị Hoa, các học viên bây giờ làm thành thạo hết các công đoạn để tạo ra một tấm thổ cẩm mang đậm bản sắc văn hóa người Chế Đăng. Từng nét hoa văn họa tiết mà các học viên gửi vào tấm dồ, tấm thổ cẩm nói lên sự khéo léo sáng tạo của người miền núi. Bảo tồn và phát huy nghề dệt thổ cẩm truyền thống không chỉ góp phần gìn giữ biểu tượng văn hóa cổ truyền của người Chế Đăng mà còn có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, giúp địa phương giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân. Dệt thổ cẩm vừa là bản sắc văn hóa, vừa là hoạt động truyền thống diễn ra thường ngày trong đời sống đồng bào Chế Đăng ở Nam Trà My. Sản phẩm thổ cẩm giờ đây không chỉ là những trang phục dân tộc cần được giữ gìn, bảo tồn, mà người dân địa phương đã biến chúng trở thành hàng hóa thủ công, đưa nghệ thuật dân gian này đến nhiều nơi. Với cách làm sáng tạo và đầy tâm huyết này, chị Trần Thị Kim Hoa đã thực hiện rất tốt lời dạy của Bác Hồ về việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Chế Đăng.